Chào em. Chào cô. Rồi, Em bây chào cô. giờ Chào chào cô. em. Em chào cô ạ. Lớp này thì mình sẽ luyện thi để đậu đầu ra. Cho nên là đề thi của chúng Em ta. chào cô. Chào em. Thì đề thi các bạn đã biết format đề thi chưa? Dạ chưa cô. Thì đề thi của chúng ta thì sẽ có dạng như là một đề thi TOEIC, listening 100 câu, reading 100 câu. Thì lớp mình cần phải đạt 450, từ 350 đến 450 là đậu, là pass. Cho nên là cả lớp cố gắng nhé. Khi nào cô có danh sách, khi nào mà cô có danh sách thì cô sẽ lập một nhóm Zalo, thì cô sẽ gửi tài liệu và đáp án lên. Hiện tại thì cô chưa có Zalo, chưa có danh sách lớp, cho nên là cô chưa lập nhóm được. Thì trong hôm nay, trong tối nay hoặc ngày mai thì là sẽ cô sẽ gửi tài liệu trên nhóm Zalo với các bạn học ở trên lớp, rồi các bạn tự ôn tập. Hôm nay thì chúng ta sẽ học reading trước nhé. Như theo cô thấy các khóa trước thì học xong thì tầm một thời gian ngắn, tầm chậm nhất là một tuần là sẽ thi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm phần 5. Ở phần này thì, trong phần 5 thì chủ yếu là sẽ kiểm tra ngữ pháp và từ vựng của các bạn. Phần 5 là phần dễ nhất trong phần reading. Bây giờ thì các bạn xem qua từ câu 101 đến câu 106, rồi cô sẽ gọi số bạn lên trả lời.
Ok, bạn nào cho cô đáp án từ câu 101 đến câu 106? Volunteer to answer me. Bạn Vũ Văn An. Bạn Vũ Văn An có ở đây không? Dương Anh Tuấn. Dương Tuấn Sắc. Có không? Tân Anh có Okay, bạn đọc câu án từ câu 101 đến câu 106. cô nói lại không nghe rõ lắm cô. Cô đáp án câu 101 đến câu 106. Câu 101 là câu A cô. Original. Yes, correct. À, câu 102 là inter inter come level starting company Ông chú ý cái từ surrounding area. Thì những cái từ này có những từ nào mà liên quan đến surrounding area sao mà bên anh vang nhỉ? Alo ạ. Câu 102. Câu 102. Anh 102 là anh tìm xem bốn đáp án này thì đáp án này nó liên quan đến Sagittarius. Surrounding area là một cái khu vực xung quanh à cô? In the city ạ. Yes. Yes. 103 là since we had the recent rate change expect câu A B rồi ở đâu câu D chứ đúng rồi câu D 103 đi cô 103 là D 103 là D dạ D hotel guest have a lovely view of the ocean true cô cô đi cô 104 cô đi 105 là út lai like, út lai like to verb ạ qua correct correct 106 là the factory cái này là một trạng từ is cả đều là trạng từ located near regularly ạ qua regularly có nghĩa là thường xuyên convenient thông dụng được không cô là rất là tiện lợi brightly là sáng sủa à thế là câu B à đúng rồi câu B dạ good job các bạn không hiểu câu nào thì các bạn giơ tay hỏi nhé. Nếu không có ai có thắc mắc gì thì mình chuyển sang câu 107 đến 107 đến 113.
Một bạn cho cô đáp án từ câu 107 đến câu 114 nào. Cô mời bạn Trần Trần Minh Công hay Trần Công Minh? Dạ, em nghe cô ơi. Bạn cho cô đáp án từ câu 107 đến câu 114. Câu 107 là câu A. Câu 107 là câu A, bạn nào có đáp án khác không? À, các bạn lưu ý là sau because of là một danh từ. Thì ở đây câu A, câu B và câu D đều là động từ. Chỉ có câu C, chỉ có câu C, delays, delays vừa là động từ, vừa là danh từ. Nên đáp án đúng là đáp án C. Delays ở đây là danh từ chứ không phải là động từ đâu. Cô 109 là Là câu 108. ở câu 108. West sẽ bảo chi đấy, mình sẽ đúng cách sẽ cô là câu A, cô sẽ có kết quả. As a result có nghĩa là kết quả là, thì câu này có nghĩa là sự bảo trì thiết bị sưởi thường xuyên thì đảm bảo rằng những vấn đề nhỏ có thể được sửa chữa Khắc phục. trước khi chúng trở thành vấn đề lớn. Vậy đáp án đúng là D, before. Cô có 109 là thông tin trên trang web tổ chức. Ở đây organized là được tổ chức, thì Là trước được organized tổ phải là tính từ, phải là một một trạng từ để bổ nghĩa cho organized. chức. Tức là trước động từ thì phải có trạng từ để bổ nghĩa. Trong bốn đáp án Câu thì B. câu nào? Câu D phải không? Đúng rồi, clearly Câu câu 11 là organized. 110. 110, câu là câu B, câu được phép. Recognized là công nhận này. Permit cho phép. Prepared Cho là phép. chuẩn bị. Controlled là kiểm soát. Thì tập đoàn Copley này thì thường xuyên được công nhận như là một công ty mà tuyển những tuyển công nhân trên khắp thế giới. Thì theo thì đáp án nào là hợp lý nhất? Là câu B đúng không cô? Được phép. Được công nhận mà. Công nhận. À, là câu A, câu A. Đúng rồi. Tức là tập đoàn này thì được công nhận như là một công ty mà tuyển tuyển công nhân trên khắp thế giới. Câu A, recognized. Câu 111. Câu 111 là Đây, cô em phải B, cô câu nào? B, cô That's correct. câu câu 112 là các kỹ sư có kỹ năng toán học. Just là điều chỉnh advanced. Advanced này là Đồ advanced đây là có nghĩa là tốt á. Eager.
Eager là hào hứng, faithful là Trung trung thành. thủ. Thì đáp án nào hợp lý? Câu là bạn B. Advanced. Câu 113 là câu Thơ này mà không sau chờ. sau trọng từ sau giới từ là verb in hoặc là danh từ. À, câu C cô. Đúng rồi, C. Tức là sau khi evaluate có nghĩa là đánh giá. Trong khi đánh giá cái vùng dân cư này thì sau khi là đánh giá nhận xét cái vùng này thì ông Park quyết định là không rời quán cà phê của ông tới Thomasville. Câu C và câu 114 là gì? Con là 114 là No. Arrow on the Path. No. Đây là cấu trúc của cái của câu cấu trúc cơ bản của câu hiện tại hoàn thành. Tức là trước khoảng thời gian thì là dùng giới từ gì cả lớp? Bạn nào có đáp án khác không? 114 là B, đúng rồi, for. Bạn Binh Cao Cường có đáp án đúng, đáp án B là đáp án đúng. For the past 3 years. Tức là lượng mưa trung bình ở campus trong vòng 3 năm vừa qua là 22,7 cm. Vậy các bạn, vậy câu 114 các bạn lưu ý là trong câu hiện tại hoàn thành thì trước khoảng thời gian thì sẽ dùng giới từ là for và trước mốc thời gian thì dùng giới từ gì? Since. Đúng rồi. Tiếp tục là câu từ câu 115 đến câu 122.
Một bạn cho cô đáp án từ câu 115 đến câu 122. Bạn Vũ Huy Hoàng. Cô 115 đáp án là D, creative. Đúng rồi, creative. Tại vì trước danh từ là phải là tính từ, thì Đúng có creative là tính từ thôi. Creative, sáng tạo. 116. rồi. Câu 116 em chọn B ạ. B. Correct. Câu 116 có nghĩa là những người tham gia hội thảo sẽ chung nơi ở, chỉ trừ khi họ đưa ra đề nghị là xin phòng đơn. Câu B là chỉ trừ khi. Even, thậm chí. Similarly có nghĩa là tương tự. Also là cũng, là cho nên là B là đúng nhất. Câu 117. Câu 117 em chọn B ạ. D hả? B ạ. B. Câu 117. B không đúng. Bạn nào có đáp án khác không? C ơi. C ạ. Renewal. Renewal. Đúng rồi, renewals. Thật sự làm mới thì receive, receive là nhận, thì sau receive phải là danh từ, thì chỉ có C là danh từ thôi, renewals là sự làm mới. Vậy thì câu 17 đáp án đúng là C. Hoặc là sự làm mới hoặc sự gia hạn. Renewals. Câu 118. Câu 118 là C ạ. Đúng rồi. Câu 118 đáp án là C. Tức là donation có nghĩa sự quyên góp tới tổ chức bảo vệ động vật Natura, tăng lên khi mà khách hàng cảm thấy tự tin về tài chính, về kinh tế. Confident. Câu 119. Câu 119 em chọn C ạ. Đúng rồi. C là ra đúng. Tại vì là trước động từ thì phải có trạng từ bổ nghĩa. Trạng từ thì bổ nghĩa cho động từ, cho nên consistently là trạng từ. Câu 119 có nghĩa là nếu mà được sử dụng thường xuyên, applied có nghĩa là sử dụng này, thì kem phục hồi sẽ giảm sự xuất hiện của những nếp nhăn, wrinkles là nếp nhăn. Câu 120. Câu 120 là A. Đúng rồi. A, launch có nghĩa là ra mắt sản phẩm, thì mình hay dùng động từ là launch. Facilitate tức là ủng hộ này, arise là phát triển, exert có nghĩa là đưa vào sử dụng. Thì câu A, đáp án A là đáp án đúng. Tức là giám đốc marketing khẳng định rằng một chương trình phần mềm mới sẽ được sẵn sàng để ra mắt vào mùng 1 tháng 11, launch. Câu 121. Câu 121 là A. Đúng rồi. Câu này có nghĩa là Satiness Sis Covers sẽ hoàn trả lại đơn hàng nếu bạn không hoàn toàn là thỏa mãn, không hoàn toàn hài lòng. If là nếu, yes là vẫn chưa này, until là cho đến khi, và neither là cả hai đều không, thì câu A là đúng nhất. Câu 122. 122 là C. Very good. Volume. Volume có nghĩa là khối lượng. Số lượng. Majority là đa số. Edition là sự xuất bản. Economy là kinh tế. Thì câu 122 có nghĩa là trong trong 5 năm gần đây thì sản lượng tại Harris Facility đã tăng gấp đôi. Đáp án C.
Very good. Thank you. Bạn nào có thắc mắc gì từ câu 115 đến câu 122 nữa Nó câu quen không dùng được, quen ok, thế sao ấy không dùng danh từ nhỉ cô nhỉ? câu nào bạn? Câu nào ạ? Cái quen chấm chấm đáp lại cô. Em nhớ có bao nhiêu ta, 119 Câu hay sao? 119 tại vì là applied là động từ thì chỉ có trạng từ là bổ nghĩa đi kèm với động từ thôi, cho nên là câu C là trạng từ thì cho nên là câu C là đoán đúng. Và nghĩa của nó cũng đúng, tức là nếu mà được sử dụng một cách thường xuyên, một cách đều đặn, consistently, một cách đều đặn. Được chứ bạn? Vậy thì các em chỉ cần lưu ý, các bạn chỉ cần lưu ý cho cô là trạng từ thì sẽ bổ nghĩa cho động từ, và trạng từ thì sẽ thường là có đuôi ly ở cuối cùng, cho nên là thường là cứ có động từ thì là sẽ chọn trạng từ. Ok. Câu 123 đến câu 130.
Ok, bạn nào xung phong làm từ câu 123 đến câu 130. À, cô mời một bạn này. Bạn Bùi Huy Cường. You there? Okay, bạn đọc cho cô đáp án từ câu 123 đến câu 130. Bạn Nguyễn Thanh Hải. Lê Đức Hiền. Đức Hiền. Chào Bạn đọc cho cô đáp án từ câu 123 đến câu 130. em chưa làm xong cô. Thì bây giờ làm luôn. Một trăm hai ba. D Đúng rồi, là bài đấy. Vinco Ordinating là sẽ hợp tác. Will thì will sẽ là đi đi sau will sẽ là verb không hoặc là will be verb in. 124. Cho mày từ A luôn. Đúng rồi, significantly tức là tăng một cách đáng kể. Tức là sự nâng cấp của phần mềm sẽ tăng một cách đáng kể năng suất lao động của dàn admin. 125. B đúng không? No. 125C. Đúng rồi, C. Menu substitutions có nghĩa là sự thay đổi thực đơn. Câu 126. Câu 126D đúng không cô? Đúng rồi. D, establish có nghĩa là bà Roger thông báo rằng rất là quan trọng để mà thiết lập một chính sách rõ ràng. Establish là thiết lập, estimate là ước tính. Success có nghĩa là success có nghĩa là thành công, còn inform là thông báo, thì câu D là đúng nhất. Câu 127. Trăm hai mươi bảy B của nào Đúng đấy. rồi. Yes. Now that có nghĩa là bây giờ. Bây giờ thì công ty bảo hiểm Pura đã xác định một cái văn phòng lớn hơn
chúng sẽ bắt đầu đàm phán hợp đồng cho thuê. Một trăm hai mươi tám. Bài 8B xuyên năng. Diligently. B, diligently có nghĩa là chăm chỉ. Tức là nhóm của ngài Tanaka làm việc rất chăm chỉ nhiều tháng để đảm bảo một hợp đồng chính phủ rất là màu mỡ. Lucrative là màu mỡ này, hoặc là rất là tiềm năng. À, 128 đáp án là B, diligently. 129. Đúng rồi. Câu 129 is ở đây là nói về Sandok Agency Travel Insurance ấy. Đó là mặc dù bảo hiểm du lịch của Sandok Agency có thể được mua qua điện thoại, phần lớn những kế hoạch của nó hoặc là phần lớn những sản phẩm của nó thì được mua online, được mua trực tuyến. 130. B. Yes, correct. As well as có nghĩa là cũng như là. Tức là Gaston, nội thất Gaston, chuyên về những sản phẩm mà vừa không đắt lại vừa không đắt, chuyên về những sản phẩm mà không đắt cũng như là được làm rất là đẹp, được làm thủ công rất là đẹp. Bạn nào có thắc mắc gì từ câu 123 đến câu 130 nữa không? Nếu mà không có thì chúng ta tiếp tục đến phần 6. Các bạn xem qua từ câu 131 đến câu 134.
Đi xong chưa cả lớp? Bạn nào cho cô đáp án từ câu 131 đến câu 134 rồi? Okay, cô mời bạn Nguyễn. Đây. Bạn Chính. Em chào cô ạ. Ừ. Dạ cô 131 C cô ạ. C. Ừ. Server là người phục vụ. Vâng. Thì C không phải là đáp án đúng. Bạn nào có đáp án không? 131 đi. Đúng rồi, D, service. Tức là để tiếp tục cung cấp dịch vụ ở mức cao nhất cho người thuê nhà của chúng ta. Service D. Câu 132. Dạ, 132 là B ạ. 132, B đúng rồi, correct. During this time, có nghĩa là trong suốt thời gian này, thì restroom là nhà vệ sinh sẽ out of order, sẽ bị là bị hư. Nhà vệ sinh sẽ bị hư, bởi vậy người thuê nhà và khách của chúng ta thay vào đó sẽ sử dụng sẽ sử dụng nhà vệ sinh ở phía ở gọi là ở hành lang phía bắc. 133. Câu 133. Bạn Chính, bạn chọn gì? Đây là tôi lên bằng lái rồi. Đây, đợi chút. À, em thưa cô, dạ dạ. Bạn có 133 bạn chọn gì? Dạ em cô ơi, 133 là em chọn A cô ạ. Dạ đúng em và... đúng rồi. Đáp án A là đáp án đúng. Apologize có nghĩa là chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Apologize xin lỗi. Organize tổ chức, realize là nhận ra, và còn recognize công nhận, cho nên là A là đáp án đúng. Câu 134. Dạ 134 em chọn B quá. B. Câu B. Thank you for your patience while the main lobby is being painted. Tức là cảm ơn vì sự nhẫn nại của các bạn trong khi cái hành lang chính đang được sơn. Thì trong bài này có đoạn nào là nhắc đến là cái hành lang nó được sơn không cả lớp? Không bản chính. Không đúng không? Ở trong bài thì không có chỗ nào đề cập tới là hành lang đang được sơn, cho nên câu B là không phải là câu đúng. Mà đây là một bức thư, đây là một các bạn để ý đấy. Dạ em thưa cô, đây câu A của ạ. Dạ. Câu A. Nếu bạn muốn tham gia vào đội quản lý tài sản của chúng tôi thì hãy gọi chúng tôi hôm nay. Thì câu A cũng không có liên quan gì đến nội dung của bài cả. Các bạn để ý là đây là một bức thư.
Một thông báo, đấy là một thông báo, cho nên là đáp án đúng sẽ là câu D. Mọi câu hỏi hay là nhận xét thì sẽ được, có thể được gửi trực tiếp tới văn phòng quản lý. Tức là ý nói, ví dụ như có nghĩa là bất cứ thắc mắc nào hoặc là có câu hỏi nào thì hãy gửi trực tiếp đến văn phòng quản lý. Đáp án D là đúng nhất. Xin cảm ơn bạn. Dạ, em xin phép cô chút ạ. Ok, thank you. Em xin phép cô ạ. Em tàu em lại chuẩn bị rời đi biển, em xin phép cô của em tạm nghỉ được không ạ? Ok. Các bạn có việc thì các bạn đi. Dạ vâng, em cảm ơn cô nhiều ạ. Dạ. Dạ, dạ, em cảm ơn cô ạ. Dạ. Cả lớp xem từ câu 135 đến 138.
Một bạn cho cô đáp án từ câu 135 đến câu 138 nào. Who volunteer? Bạn Nguyễn Đức Dũng, are you there? Có em có. Có đáp án từ câu 135 đến câu 138. Là 135 là A của. Đúng rồi, correct. As quickly as possible, càng nhanh càng tốt. 136 là B. Tức là anh ấy cho tôi một sự chú ý, anh ấy rất là quan tâm, ý là anh ấy rất là quan tâm đến tôi mặc dù shot của anh ấy rất là đông. 137 137 là B bộ. Đúng rồi, B. Wow. 138 là D, mình thở tốt nhất là best. D. Nếu mà best thì phải là thì phải có the, mạo từ the best. Cho nên là D là không đúng. Đáp án C là đáp án đúng. Super. Vâng. Có nghĩa là xuất sắc. Đáp án C. Superb có nghĩa là xuất sắc. Okay, very good. Có bạn nào thắc mắc gì không? Vậy thì chúng ta tiếp tục câu 139 đến câu 142.
Bạn nào cho cô đáp án từ câu 139 đến câu 142 nào? Bạn Nguyễn Đinh Hòa. Thưa cô là 139 là D cô ạ. 139D, bạn nào có đáp án khác không? Tại vì this, đáp án D, this fee includes lunch and a small souvenir. Có nghĩa là mức phí này bao gồm một bữa trưa và một phần quà lưu niệm nhỏ. Nhưng mà đây, ở trước đó thì nó không có đề cập gì đến phí cả. Cho nên là câu D không đúng. Câu B cô. Đúng rồi, câu B. B là bạn đúng. There are no exceptions to this policy. Sẽ không có trường hợp ngoại lệ nào cho chính sách này cả. Tức là hãy chú ý rằng trẻ con không trẻ con mà phải ít nhất 6 tuổi để tham quan trong trang trại. Tức là sẽ không có bất cứ sự trường hợp gọi là sự du di nào cho cái chính sách này hết. Câu 140. Dạ, 140 là D cô ạ. Correct, educational. Một, bốn, một là A. Correct, event. 142 là B cô ạ. Yes, very good. 142 là B. Dạ vâng ạ. Very good, thank you. Dạ vâng, em chào cô ạ. Bạn nào có thắc mắc gì nữa không? Thì mình chuyển sang câu 143 đến câu 146.
Bạn cho cô đáp án từ câu 143 đến câu 146 nào. Who volunteer? Cô mời bạn Vũ Huy Hoàng. Are you here? Võ Quang Hưng. Bạn cho cô đáp án từ câu 143 đến câu 146. 143 đi. Đúng rồi, proud. 144A. 144A, correct. 145B. 145B. B hả? B, correct. 146C. Đúng rồi. All correct. Bạn nào có thắc mắc gì không? Vậy mình tiếp tục câu 147 đến 148.
Một bạn cho cô đáp án có 147 và 148 nào. Xin mời bạn Hoa. Thưa cô, câu 147 là A. Ừ. 147 A, to report on apostle renovation. Bạn nào có đáp án khác không? Đúng rồi, đáp án là 147 là B. To give updates on a technical problem, là cập nhật tình hình về lỗi kỹ thuật. Các bạn thấy ở đây, như bạn thấy ở đây, như các bạn ở đây nó nói này là như theo các bạn đã được biết thì đã có một sự cố với Hellman Technology, the system that handles our airline reservation. Đã có một vấn đề với Hellman Technology, tức là đây là đã có một lỗi kỹ thuật rồi. Vậy thì sau đó nó giải thích về cái lỗi kỹ thuật này và sau đó nó cập nhật lại tình hình này. Tức là tuy nhiên
hành khách của Moon Glow vẫn phải đối vẫn phải chịu sự delay khoảng 1 đến 2 ngày nữa. Điều này sẽ bao gồm là sẽ chờ đợi nhiều hơn ở sân bay, và chúng tôi đã cho thêm những dịch vụ chăm sóc khách hàng tại tất cả các điểm bay để mà giúp đỡ khách hàng của chúng tôi về chuyến bay và về thông tin. Chúng tôi rất là đánh giá cao, tức là trân trọng sự thấu hiểu và kiên nhẫn của các bạn. Vậy thì ở đây đáp án đúng là B, là một sự cập nhật tình hình về vấn đề kỹ thuật. 148 là gì hả bạn? Dạ vâng ạ, thưa cô, là 148 là C ạ. Đúng rồi, đáp án C. Ở đây là dòng, các bạn thấy ở dòng 3 từ dưới lên, we have added more on-site customer service representatives at airports. Là chúng tôi đã bổ sung thêm rất là nhiều người, nhiều nhân viên chăm sóc khách hàng ở tại sân bay. Vậy thì cũng có nghĩa là theo ông Cliff Foss thì sân bay đã tăng cường là sự giúp đỡ khách hàng tại sân bay. Đáp án C. Very good. Dạ vâng, em cảm ơn chồng cô. Câu 149 đến câu 150.
Bạn nào cho cô đáp án từ 149 đến 150 nào? Bạn Hằng. Dạ thưa cô, 149 là B ạ. Đúng rồi, B là bạn đúng. Tại sao? Ở đâu? Chết. Cô đợi xíu phải do em mùa mới tắt nha. À. Câu nào là cho thấy đáp án B là bạn đúng nhỉ? Dạ. Các bạn nào giúp bạn không? À, các thành viên tham gia phải có máy tính, tai nghe và đường truyền internet tốc độ cao. Đúng rồi. Đấy, đây là have. Câu giáo số 4, have a computer, a headset and high speed internet access. Đây là những thiết bị mà người ứng tuyển cần phải có. Câu 150. Dạ, 150 là D cô ạ. Very good. It offers a choice of assignments. Có nghĩa là người công việc này thì được cho người làm là chọn những dự án công việc. Còn is a full time position. Có nghĩa là đây là công việc toàn thời gian thì không phải, đúng không? Tại vì là ở đây là flexible hours, tức là làm việc linh hoạt, thời gian linh hoạt, cũng không phải. It pays a fixed salary. Fixed salary có nghĩa là mức lương cố định, cũng không đúng, tại vì là ở đây good pay, our captioners earn 315 to 1,100 a week depending on the assignment. Tức là lương là linh hoạt, lương cũng linh hoạt luôn. We say it involves some foreign travel, là không có chuyến đi nước ngoài. Ở đây không có đề cập đến chuyến đi nước ngoài. Very good. Câu 151 đến 152. Đâu, cô Văn, cô Tuấn thứ bảy lên mà. Ờ.
Dạ cô ơi, cho em ý kiến tí ạ. Ok, mời bạn. Dạ cô ơi, cô có thể cho bọn em cái tập tài liệu mà cô đang giảng không ạ? Để em về em photo xong rồi tự đọc chứ trên màn hình nhỏ quá, nhìn không thấy cô ạ. Em ra đến khi cô hỏi bài thì nó dễ hơn cô ạ. À, hiện tại thì mình chưa có Zalo của các bạn cho nên là mình chưa có lập group Zalo để gửi tài liệu lên được. Nên là chắc là hay là cô nhắn trên chỗ cái group đó cô nè, là mọi người tự tải về cô nè. Nhắn trên group đang học đó cô, tin nhắn á cô tải file lên được không? Cô gửi số điện thoại lên em kết bạn cho vô Zalo của lớp cô này cô. Lớp có Zalo sẵn không? Ở đây thì không có gửi tài liệu được. Vậy thì mình sẽ tải tài liệu lên Drive rồi gửi dán link cho các bạn nhé.
Cô có gửi link Drive lên tin nhắn. Cái link này là có bao gồm những tài liệu mà mình học hôm nay. Các bạn thấy chưa? Các bạn xem được rồi đúng không? Dạ được rồi cô. Vậy thì cô về những cái bài đọc này á, thì các bạn có một mẹo để làm bài cho lẹ là các bạn đọc đáp án trước. Đọc đáp án trước thì sau đó là các bạn đọc bài đọc sau. Thì mình sẽ tập trung tìm thông tin nhanh hơn. Vậy thì chắc hôm nay là mình kết thúc ở đây ha. Các bạn về nhà các bạn làm từ câu 151 đến câu đến câu 200, rồi ngày mai cô sẽ gửi đáp án lên cái link này. Bye bye cả lớp. Dạ vâng, em chào cô. Vâng, em chào cô. Dạ, em chào cô. Dạ vâng, cảm ơn cô. Vâng, em chào cô nhiều ạ. Vâng, em chào cô ạ. Chào cô ạ. Chào cô ạ. Dạ em chào cô. Chào các em. Dạ em chào cô ạ. Good night teacher. Cái gì ngu quá.